Phiên chợ sale lần này tại Cần Thơ về toàn là đồ hot trend không luôn á nha mọi người. Hello mọi người, mình là Vi Thích Review đây. Hôm nay sẽ đi với tôi lại phiên chợ sale mới về ở Lotte Mart mọi người, đi chăng Lotte Mart luôn. Đợt này về thì mình thấy nó ít hơn cái đợt trước, kiểu như mình cũng không có muốn vô nữa. Nhưng mà bạn của mình thì kêu thôi ghé thử thôi, không có mua cái gì hết trơn á. Thề luôn, không có mua cái gì hết trơn nha. Phiên chợ về lúc nào cũng vậy hết mọi người, người ta thường sẽ về những ngày cuối tuần như là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Cho nên là ai chưa có mua thì tranh thủ ghé đi nha. Về đợt này bảo đảm với mọi người là đồ rất là đẹp luôn. Tới chủ nhật tuần này là hết rồi đó. Thánh thần ơi, tôi vừa bước vô một cái ha, rồi tấp vô cái sạp áo sơ mi liền luôn. Về đợt này mấy cái nào toàn là hot trend không luôn á. Mình thấy vậy á. Nè thì đương nhiên là tôi thì rất là thích mặc áo sơ mi, cho nên là thôi nhảy vô thử liền chứ không có nói nhiều. Ở đây hỏi chị là có gương không thì chị nói là không có, lấy cái điện thoại đi để chị gọi cho. Rồi cái chị gọi cho coi rồi sẵn cái quay luôn. Trời ơi tôi thấy mấy bà luôn. Mấy cái áo sơ mi này, mấy cái màu này á, mặc lên cái màu này tôi thấy cũng đẹp luôn á. Bây giờ tôi thử mà thử không mua rồi sợ bị chửi tại gì á. Mọi người đi buổi sáng cái kiểu mình cũng mở hàng á thì mình cũng biết điều, đứng thử quá trời thử luôn nha. Bắt buộc thế nào ra cũng phải mua, không gì mà cũng thâm trong thâm tâm là cũng muốn mua thiệt tại vì nó quá là đẹp luôn. Mới đầu thử cái màu trắng, cái định mua cái màu trắng nha. Hồi cái thử qua cái màu xanh, cái cũng muốn mua cái màu xanh luôn. Rồi cái hồi cái sàn sàn thấy cái màu hơi be be này cũng đẹp quá, rồi cái cũng muốn mua cái này luôn. Rồi giờ sao đây, ta nói cái nào mặc lên cũng đẹp luôn á, rồi không biết làm sao luôn á. Thôi nhưng mà mình quyết định chọn cái màu trắng, mặc dù mình rất là nhiều áo sơ mi trắng rồi nhưng mà mình vẫn chọn nó tại vì nó rất là dễ phối đồ luôn. Mà mấy bà nhớ coi tới cuối clip nha, có cái sạp đó bán túi store, mọi người túi to gì đó, rất là đẹp luôn, nhìn kiểu Nhật Bản lắm. Hồi quay cho mọi người coi nha. Rồi cũng đi vòng kiếm coi có gì đẹp không đi coi, thề là coi chứ không có mua nữa nha trời. Rồi xong đi lại đây gặp cái quần này là thấy là đập vô con mắt tôi vậy đó mọi người. Ôi là trời, mặc cái này vô là không có nổi đâu nha. Mấy cái quần này vậy là có hot chưa? Mà mấy cái bà nào mà cá tính á, mà kiểu dáng cao cao trời, mặc cái này xinh xỉu luôn á. Tại vì tôi thấy mấy cái chị TikTok bên Trung á mặc mấy cái kiểu gì nè trời trời, nhìn thấy muốn gục ngã luôn á. Tôi hỏi chị bán nó là cái quần này có sai không chị, tại vì ngoài đây tôi thấy nó quá trời bự luôn, với lại nó dài đối với tôi nữa, nó dài thòn quá mọi người, mà tôi không có thích bóp lại nó mất cái form, nó không có đẹp. Thì chị nói cái này là free size mà tiếc ghê, chị lắm muốn mua cái quần này, hình như là 150 cạnh cái đồng giá quần luôn á mọi người. Mấy cái áo cũng đẹp nữa, tức ghê vậy. Không mà mình phải công nhận là đợt này về đồ đẹp ghê á mọi người, ít nhưng mà nó chất lượng. Mấy đợt trước về tới hai ba cái người ta trắng lên á mọi người, người ta bự lắm mà sao đồ nó không có đẹp bằng cái này tuy ít nhưng mà đồ mình thấy rất là đẹp luôn. Tôi nói cái ấy họ lên bị chửi không biết cái là cái gì nữa nè. Đi lẹn lẹn hồi gặp mấy áo sơ mi nữa trời, không biết sao sơ mi nó rất là thu hút tôi luôn nghe trời. Rồi sự chú ý của ta là ba phải vào những cái túi store này, má phong cách kiểu Nhật Bản nhìn đúng thích luôn á. Hồi nãy ai chửi thề chứ không phải tôi nha, ai đi ngang là cái chửi chứ tôi không biết. Trời mà phải công nhận là mấy cái túi này cực đẹp luôn, kiểu như phối đồ phong cách mấy cái chị giống kiểu mấy chị Nhật Bản á, quẩy một bên kiểu công sở đi làm á. Trời đi học cũng ok nữa, nhìn đúng thích luôn á. Mà hả, tôi thề luôn là tôi đứng tôi lựa đâu cỡ nửa tiếng đồng hồ, người ta chưa được lựa được cái nào luôn, đứng coi cái chừng nửa tiếng đồng hồ luôn á. Nè mấy cái tôi đang cầm trên đây là đồng giá 100.000 hết luôn á, mà tôi quẩy lên á mọi người, kiểu như tôi thấy nó hơi bị bự á. Kiểu tôi thích cái nào nhỏ nhỏ gọn gọn hà xinh xinh. Đây lúc này không phải là ngựa ngựa đâu nghe, mà là tại vì quay cái cam trước thử coi cái nào đẹp á, tại vì ở đây không có cái gương á mọi người, cho nên là phải quay cái điện thoại qua cái cam đi coi đi thử á. Tôi nói không ai lấy ba này luôn được không, chứ ba này cái nào cũng đẹp hết trơn á trời, thề luôn phải có tiền là mua hết rồi đó. Rất là đẹp luôn á, mình thấy mấy cái này lên đồ mặc giống cái áo sơ mi hồi nãy mình thử á, ôi trời đẹp quá đi, thích quá à. Vô lựa hồi sao tự nhiên vô trong kẹt thấy được cái này nè mọi người, cái túi này nó hơi nó kiểu lạ lưới lưới, mình chưa có cái túi này cho nên là chắc một hồi quyết định sẽ lấy cái túi đó. Nó cũng đồng giá là 100 cành luôn, tại vì mấy cái túi tốt thì mình có nhiều rồi á, còn kiểu cái lưới lưới này mình chưa có cho nên là mình quyết định lấy cái đó. Ủa má, tao nhớ trong bóp tao còn đủ tiền mà ta, mỗi cái bóp ra nghe còn có 50.000 ơi là trời, nó quê á nghe, không còn đủ tiền á mọi người. Xong cái hên là cái cây ATM kế bên đang ghé rút chứ không thôi đậu quần với người ta rồi đó trời. Rồi tao thề là vô đây tao không có mua nghe, vô coi thôi chứ không có mua gì hết, nãy giờ không có mua gì hết nghe. Thôi bây giờ tôi đi về thiệt đây, cái này chắc phải ăn mì gói nữa rồi đó mọi người. Mọi người có gì thì nhớ ghé, tranh thủ ghé nha. Bye bye mọi người.